Chào các bạn, tiếp tục chia sẻ vấn đề trong nông nghiệp. Thì hôm nay mình phát hiện gần nhà có cái cây mắc cỡ các bạn. Thì cái cây này thì cái lá, cái thân này, cái rễ các bạn sử dụng để làm thuốc. Còn cái gốc này, hôm nay mình sẽ lấy cái gốc này để về mình làm cái tiểu cảnh chơi các bạn. Rồi mình sử dụng cái xà beng để mình cạy cái gốc này lên. Thì các bạn nhớ sử dụng bao tay nha, loại này có gai. Mình sẽ gom này một về phía và mình sẽ bẫy gốc này lên. Rồi các bạn lấy xà beng xung quanh, mình nạy lên thôi. Đây phần rễ chính đây. Rễ chính ở đây. Mình sẽ lấy một phần rễ thôi nha các bạn. Tại vì cái rễ này rất là dai, khi mà mình bỏ trong chậu cũng khó. Mình sẽ dùng một dao rọc giấy mình cắt. Đây phần gốc này. Các bạn cắt cho mình khoảng 10 đến 15 phân là được. Đây các bạn. Này khoảng 15 phân. Nó có những phần rễ con rồi. Và phần trên này các bạn để cho mình khoảng 20 đến 25 phân. Cắt bỏ đi. Đây là cái phần mình mới cắt xong. Thì giờ mình sử dụng một cái dây. Mình sử dụng một dây ni lông buộc tròn lại để nó gọn chứ không đó nó sẽ bị gãy nha. Rồi đây các bạn. Đó, thì tùy vào cái cành trên này. Nếu cái cành trên này mà nó phát triển mà nó bung, các bạn để ý là ví dụ như nó bung phía lên trên đó, các bạn kéo về dưới thì nó sẽ bị gãy. Còn cành này thì nó bung đều ra, do đó mình sẽ túm về phần rễ này các bạn. Đó các bạn cột vậy. Và khi về các bạn sẽ bung ra và các bạn trồng thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Còn nếu các bạn để luôn cành lá dài gì các bạn mang đi thì tỷ lệ chết sẽ rất nhiều. Và mình sẽ rửa lại, rồi các bạn có thuốc kích rễ thì kích rễ, còn không thì mình trồng không cũng sống nha các bạn. Nó còn cành lá hay cắt bớt cho nó đẹp. Còn về cái phần lá này, các bạn sẽ về rửa sạch và phơi khô để dùng hàng ngày, uống nước hàng ngày nha các bạn. Đây các bạn, đây cái phần thân và lá mình phơi khô để làm trà uống. Đây các bạn, đây là cái phần cái cây mà mình mang về trồng được 3 hôm rồi. Thì hôm nay mình quay luôn để cho các bạn thấy là nó bắt đầu nó sống rồi. Đây các bạn, cái cây này nó khô nè. Thì lúc mình để thì nó hơi nhiều cành lá cho nên nó rụng lá, nó khô. Để mình theo dõi tiếp. Thường thì các bạn sẽ cắt, nhờ mình cắt nhiều thì nó sẽ tỷ lệ sống nó sẽ cao hơn các bạn. Đây nè, như cái cành này nó ra rất là nhiều. Rồi còn về trong cái bầu này á, thì các bạn để cho mình là cát nha, pha cát, cát 2 phần và chất hữu cơ, chất độn rồi đó, thì 8 phần. Thì mục đích của cát nó làm cho cái thoát ra, nó xốp á, tơi xốp, nó thoáng cái rễ. Và cái chất hữu cơ thì nó sẽ giữ ẩm cho cái đất của mình. Và cái rễ này mình trồng là không có đất luôn nha các bạn, rổ trọc hoàn toàn luôn. Thì nếu ở đây tỷ lệ sống như vậy là được 2 phần 3 rồi các bạn. Coi như cái này chết đi thì cũng được 2 phần 3 rồi. Thì cũng đạt nha các bạn. Thì các bạn trồng vậy xong, nó sống xong, nó mạnh khỏe. Khi các bạn nhìn rễ nó thấy nó mọc ra bên ngoài nè, rễ trắng rồi. Thì bắt đầu mình vô chậu và các bạn tạo thế nha, các bạn uống theo cái ý của mình. Thì với việc chơi cái bonsai, cái hoa trinh nữ này thì nó cũng có nhiều cái thú vị của nó các bạn. Là cái lá của nó thì mình sử dụng để làm nước uống. Thì cái công dụng của cái lá thì cũng rất là tốt. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng về cái công dụng của cái cây hoa trinh nữ này.
Rồi, chào các bạn nha. Chúc các bạn thành công.